Dạ thưa cha, cha mới số. Rồi. Dạ. Chàng bánh tráng ra. Sáng chàng sáng chưa cha? Rồi. Dạ. Tiêu. Ông biết khám bệnh nào nè? Khám sáng chó rồi tối thì uống viên ngứa rồi hai viên mà chỉ sáng chó gì đó tự uống hai bữa chắc chắn sớm nhưng mà thị kỹ thì bà cứ uống y vậy nha. Y gan cho mau hết hết ngứa rồi có đó liệu chị của đó chị còn lâu nữa mà ba ngày uống cha sáng viên chiều viên có khi hai viên cũng được mà cháu cũng viên là uống tháng uống tháng mà mình bổ nữa không hay là tháng rồi thôi tháng ra khám mới có không viên lại có cái ghế này với ba nằm là bị chặt mấy cây đậu bắp này à đang tốt rồi nè đây em gieo mớ cải xanh nè nãy giờ mình cuốc đất lên xong cái mình trộn miếng cho cháu vô rồi xong cái mình cho hột lên hột xong cái mình cho một mớ lớp mụn dừa lên xong bây giờ mình rải một cái lớp rơm lên nữa rồi xong là tưới nước chờ ngày thu hoạch. Còn kế bên á thì nãy giờ á mình nhân anh mua mấy cái gì á cái mũ này nè để mình bao xung quanh lại để trồng đậu đũa với đậu que hôm mốt mình trồng miếng đao với leo rồi vô đó nữa. Giờ trước hết chồng đậu đũa đậu que vô đó đi. Rồi bữa nay có gia đình Bảy Thuận xuống chơi. Huy với Nhi mới xuống tới. À em đi. Bé cậu ơi. Dạ. Dạ. Trời ơi, thấy kinh chưa? Dạ cho bé ra. Dạ không bà. Yeah. Ừ. Trời ơi đã vậy, bóp đẹp vậy. Có lá heo bóp ta. Thấy kinh quá. Yeah. Rồi. Em ơi, Bảy Thuận tới rồi. Tin này sao đi. Hello. Hello, mới tắm lá. Cái gì mà nhìn từ mưa tắm lá vậy? quá nhóc lắm ơi. Quá trời quá đất kìa.
Con thương con ăn chưa? Dạ thương con ăn con, thấy con ăn chưa? Con biết cái này là con mi kích chu. Trời ơi. Đi rửa rồi hái cho mày đó. Lặt để cuốn á. Lặt để cuốn á hiểu không? Lặt dài dài xíu. Lặt nè giống như vậy nè. Nhát cuốn dài dài để hồng để vô trong cái bánh tráng mình cuốn vậy hiểu không? Hiểu chưa? Ngò cũng vậy. Ngọn ngò gì con lặt làm hai làm ba này nè tùy theo. Sắp vô mình cuốn. Rồi chị trộn bún em đi. Rồi nấu mắm lại luôn nè. Em kiếm mấy chảo nhỏ nó mắm rồi kiếm chưa lấy rồi. Chảo nhỏ sao? Cái có cái gì á? Cái thao này nhỏ nhỏ gọn gọn đổ này ra trộn nè. Cái nhiều quá mà cái đầy quá. Rồi cái này mày nó đổ ra thao này được không hay là cái thao lấy cái lớn hơn? Lớn lớn thì chị dễ trộn. Được. Thao. Lò. Rồi mắm đi. Họ nghe mùi là hàng ngò phở vậy. Để lươn nhỏ nhỏ, để lươn nhỏ nhỏ. Để thấy đó làm dưới thế nào. Nãy em có ngủ rồi, em mới thắng chút con muốn chút con ăn chơi. Nó tỏ biết nè. Vậy hả? Con biết thì con đó không được. Tại vì chưa có làm sao. Có cầm thêm mắm nêm, tôi còn mắm nêm chung. Ờ, nhiều lắm là nổi. Để rồi dễ cuốn, để nào dễ cuốn. Hai dĩa tiêu và mai đó. Chiếc tiêu con. Hai, em không hỏi hay là lòn. Này là bê thôi. Mắm nêm nó làm chua. Cho qua này cho mình vô chứ. Cái đường không có. Nó làm quá chua. Rồi cho hai cái dĩa nhỏ nhỏ gì được rồi chia. Bé ngọt quá trời luôn bữa nay nó bé ngọt giỏi quá bé ngọt ơi. Ôi ơi bé Ngọc giỏi quá. Ôi nãy tụi con có nó nhát cái gì? Rồi chút xíu đi. Chút nữa ăn trước đi, ăn trước đi hồi anh uống sao. Để qua bên đây. Đó. Rồi xuống đây coi.
chưa? Rồi ăn luôn cái gì đây? Mời cả nhà dùng bữa với mình nha. Cái gì con? Cái gì? Rồi để mẹ lấy cho con. Mẹ nó ngon. Ăn cái gì? Bánh cọt hả? Cọt. Mẹ ra nè. Ăn gì? Ăn đi. Ở bên đường nhà ta cũng kiếm kiếm. Đây, chút xíu anh vô liền. Cầm nước. Con hỏi ba lần là cô Năm biết liền. Có còn mồi không? Rồi, chúc mừng sức khỏe. Vô. Cùng đi, 1, 2, 3, vô. Dạ, vô sẽ có cái lòng sức khỏe. Nãy giờ về mà chú bị không có gì kéo lại chứ. Kéo một chân. Được rồi. Mỗi lần nước chấm luôn. Cứ quay đi. Uống rượu mới vậy đó. Đưa cái miệng vô đây. Hả?
Húp chưa? Rồi, húp rồi nha. Húp rồi mới cho ăn nha. Có, húp rồi nha. Đây. Rồi, cảm ơn. Đó. Rồi cái gì nữa? Hai ba chưa được vậy đó. Quá đã. Món này là gì Vi? Dạ bánh tráng cuốn. Bánh tráng cuốn. Đâu? 1, 2, 3, vô. Nè, đưa cho 5 con nè. Uống đi là mấy đứa. Rồi, uống liền, uống liền. Này. Đây. À. Rồi, cảm ơn. Đó. Rồi, ơi. Uống bia mà mồi có bảy thận làm sẵn biết tới chừng nào xỉn bảy thận ngủ lại chỗ xỉn gì nữa xỉn còn à ngon quá ngon đó trả lời chúng gật đầu món này lạ nha bảy thử ngon nha tính ra là món này tên gì bảy thử bê thôi à. Rồi mới nãy thấy tôi dắt thính gì vô nữa hả nặng chanh dắt thính vô trộn đều coi lý ngon nó nhậu ngon lắm uống bia này nữa đúng ba có đúng bài có lý thiệt ha nha có lý thiệt ha đúng không cho em dạy uống nữa cho em tiếng dạy uống nữa con ở chơi vui thôi con trai là điềm đạm quá hát ăn chút à đủ gì đó nè con cầm thấy chưa ngon không đỡ cầm lên con đừng có giữa cha con ngồi thẳng lên à đừng thấy chân cha thẳng lên mà thẳng thớp lên biết chưa chưa cho bộ nó cái
Rồi xin cảm ơn, tiếp tục vô. Vô chơi chưa? Vô. 1 2 3 vô. Happy birthday chú Du. 1 2 3 vô. Con xuống nha. Vẫn ngồi nghiên cứu
Nào khách cưới vậy. Trời ơi, mưa tưởng hết bão rồi, cuộc còn bão mưa. Sáng đi. Ấm mưa vô. Ấm thấp nhiệt đới hay gì vậy? Vô ngồi, vô ngồi. Đậu gì ạ? Chỉ hoài. Lá cái lợi, dĩ hút nam. Đâu có, biết có kỵ sao ấy, như lá cách luôn hay gì hả? Có lá cách nữa. Đó, ăn mấy ngày chắc cứu rồi. Anh bao không? Bao luôn. Anh phải nói là anh bao hết vậy. Anh bao đây. Vô. Anh đó đó, một hai ba. Vô. Con lấy điện thoại chứ ấm ấm từ. Rồi sao? Ấm từ. Ồ ồ. Ồ. Giỏi quá bé Ngọc, giỏi quá. Vậy bóp tụi ra không? Ừ. Phè cái bóp à. Ở bóp có tiền, cô có đường chơi, con không có tiền. Có tiền cũng chơi hả? Ừ. Có đường chơi hả? Có tiền vô đầu phè. Ừ. Chở ra đi Bi ơi. 5 giờ em ơi, 5 giờ. Rồi, kinh về, khỏe. Chơi mà. Bố mà sao nha chưa? Không ngồi trước nghe chưa? Mẹ chạy từ từ trước là mẹ đi trước à. Cưng về. Rồi về thôi, em về, về năm ơi. Rồi, cưng về khỏe. Bye bye. Mình về cả nhà. Anh thư năm gì đi con? Năm bên kia, năm con gì á? Giỏi quá, Ngọc giỏi quá. Rồi, con về khỏe.